Thưa quý vị và các bạn, nhiều tỷ đồng của người sử dụng điện thoại di động hay máy tính đã và đang bị mất mỗi ngày bởi các mã độc tấn công. Và theo nhận định của nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, trong nửa đầu năm 2014, sự cố tấn công về mã độc đang có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn cũng như là như hành vi tinh vi. Các chuyên gia và công nghệ thông tin cảnh báo các đơn vị tổ chức cần phải nhanh chóng rà soát lại hệ thống thông tin của mình. Cùng với đó thì người sử dụng cần phải cảnh giác cao với bất cứ tín hiệu bất thường nào trong quá trình sử dụng các phần mềm. Mã độc móc túi người dùng 3,9 tỷ đồng mỗi ngày, 14.000 điện thoại bị nghe lén. Hay mới đây nhất là việc 800.000 thuê bao di động bị móc túi 9 tỷ đồng, là những con số thống kê chưa đầy đủ khiến những người sử dụng điện thoại di động không khỏi giật mình. Trên máy tính thì thời gian gần đây là chúng tôi ghi nhận là có một số các cái cuộc tấn công có chủ đích vào một số cái đơn vị đấy. Còn đối với di động thì từ trước đến giờ thì đây là cái thời điểm mà cái điện thoại thông minh ấy, nó phát triển rất nhiều, cho nên là đây là cái thời điểm mà những cái giao dịch thương mại, giao dịch điện tử ấy, thì nó nhiều, cho nên nó thì đấy là cái xu hướng tất yếu là nó sẽ có những cái hiện tượng mà bùng phát những cái mã độc lây lan để nó tấn công vào người dùng di động như thế. Không chỉ là nguy cơ đối với các thiết bị di động, báo cáo mới nhất của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNSearch cho biết, tính từ đầu năm đến nay đã có gần 400 vụ tấn công mã độc, trong đó mới xử lý được chưa đến một nửa số sự cố này. Đáng chú ý, trong đó có 2.117 lượt địa chỉ IP của các website, cơ quan nhà nước bị nhiễm mã độc Pornhub. Mà tấn công mã độc của năm 2014 ấy, nó có dấu hiệu là cuộc tấn công có chủ đích. Bởi vì đối từng cái loại mã độc thì nó có một cái mục tiêu cụ thể của nó, có một cái đối tượng nhắm đến rất là cụ thể. Cũng theo các chuyên gia an ninh mạng, tin tặc vẫn khai thác vào những điểm yếu bảo mật của các hệ thống thông tin chưa được nâng cấp, cùng với đó là sự lơ là cảnh giác của người sử dụng khi mở các tập tin hay vào các website lạ. Chúng ta vẫn phải trang bị cho mình các cái giải pháp về bảo vệ điện thoại hay là máy tính. Ví dụ như trên máy tính là phần mềm phòng chống virus, trên điện thoại cũng là phần mềm bảo vệ các cái điện thoại. Để những cái phần mềm này nếu chúng ta trong trường hợp là vô tình mở ra thì nó cũng sẽ giúp chúng ta phát hiện ra những cái phần mềm độc hại. Các chuyên gia công nghệ thông tin đưa ra cảnh báo đã đến lúc các đơn vị, tổ chức cần phải rà soát lại hệ thống thông tin của mình, khắc phục những lỗ hổng về bảo mật, bổ sung hệ thống chống virus, chống mã độc. Đồng thời cần phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách sử dụng máy tính an toàn, sử dụng thư điện tử an toàn.